chỉ là những câu chúc thôi gì à? Em là người là nói mày... em là người nói đâu có tiền ở trong này nó không quan trọng, bởi vì đó là một cái lời chúc thôi anh Vinh. Hôm nay nhân dịp năm mới em lì xì cho anh đủ có lì xì luôn, nhưng mà để xem trong này có bao tiền nữa. Ui, tờ tiền bé thế này ai còn lì xì em, thôi trả lại đi. Này, là sao lì xì giá trị cao cao một tí, lì xì 20.000 ai bây giờ tiêu được cái gì nữa. Anh quá là công nghiệp rồi. Anh có biết rằng cái ý nghĩa của lì xì là gì không? Bây giờ anh hỏi ngược lại em có biết cái nguồn gốc của lì xì là gì không? Không biết thì nói đại không biết đi. Lì xì á, theo tiếng Trung Quốc mà phiên âm ra là lợi thị, có nghĩa là được lợi, được tiền và được nhiều may mắn. Thì cái ý nghĩa của lì xì đó là muốn đem chúc những cái điều may mắn đối với cái người mà được nhận lì xì cũng như là cái người được trao lì xì cho. Cái tiền ở trong này nó không quan trọng, bởi vì đó là một cái lời chúc thôi. Trong quan trọng là tấm lòng thành đúng không? Đúng rồi, quan trọng là tấm riêng văn phòng mình năm nay anh sẽ viết tay những cái tờ giấy lời chúc và anh cho vào trong giấy gửi đến các bạn, bởi vì quan trọng là cái lòng thành chứ nó không phải là giá trị của cái đồng tiền. Và hôm nay tôi muốn nói chính về cái chủ đề là lì xì và những cái hành động ban đầu. Bây giờ khi mà người ta nhận lì xì, người đầu tiên người ta xem là cái lì xì đấy có giá trị bao tiền. Sau đó người ta nghĩ về cái việc là cái đồng tiền đấy nó làm được cái gì, đồng tiền đấy mua được cái gì, đồng tiền đấy tiêu được cái gì. Thế nên người ta không bao giờ nghĩ cái việc là cảm ơn vì cái món quà ý nghĩa đó, vì món quà tinh thần hay những cái điều người ta trao cho nhau đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn nhận câu chuyện là lì xì ấy thì nó là thực dụng hay là không thực dụng, đúng không? Bây giờ ví dụ đi, em sang nhà người yêu. Bảo là người yêu đã phím sẵn là nhà em có mấy đứa cháu. Thế bây giờ em bảo là thế bây giờ lì xì bao tiền hả em? Đấy sẽ là câu hỏi của em. Có thể là nhiều người không hỏi vì người ta có thể tùy người ta muốn lì xì như thế nào cũng được. Nhưng mà em ví dụ đi, em quen một cô gái mà nhà cũng điều kiện một tí, nhưng không thể gọi là sang đấy lì xì cho cháu cô ấy toàn 20.000 được, đúng không? Đúng. Bèo ra cũng phải 50.000. Tức nghĩa ngay từ cái suy nghĩ đấy của mình, làm thế nào lì xì cho tương xứng, cho công bằng, hay kể cả việc là con người ta được mình lì xì bao nhiêu thì lập tức là nhà kia cũng sẽ thưởng phải lì xì lại bằng cho con nhà mình. Chỉ là sự trao đổi qua lại công bằng nhau, chứ không phải rằng là mình có tâm bao nhiêu mình lì xì các kiểu. Đấy, mình đang nói về sự phổ biến chứ mình không thể nói là tất cả 100%. Không có bạn sẽ lập tức comment bảo là đây là chỗ ông như thế thôi, chỗ tôi này kia. Tôi đang nói về cái sự phổ biến mặt bằng chung và suy nghĩ, chứ tôi không nói về là cụ thể là ở đâu, vùng miền nào. Nhưng đấy, hiện tại nó là một cái suy nghĩ rồi. Thậm chí là trẻ con bây giờ đến cái mức là lì xì nó còn bỏ ra, nó xem được là bao nhiêu tiền trong đó. Ui, tiền này thì mua được cuốn truyện không, hay là tiền này mua được cái gì. Nó nghĩa là bây giờ cái từ lì xì này người ta chỉ định nghĩa giống như kiểu là một cách mà người ta hay gọi là thu nhập chính của gia đình vào dịp Tết. Một số gia đình kiểu có con hay đang vui vui kiểu như vậy. Ôi mà mấy bé nhỏ rồi người ta đã biết là hả, nhiều hay ít rồi nha. Đúng rồi. Thì anh đã bảo rồi, tại vì sao? Thứ nhất nhá, cái việc đó là thay đổi theo thời gian, nên là ngày xưa hồi anh bé anh ở quê, anh không bao giờ được đụng vào tiền. Muốn mua cái gì chỉ có xin mẹ, anh thèm cái gì anh sẽ xin mẹ. Giỏi lắm là mẹ anh cho anh 3.000 đồng đạp xe đạp xuống tận chợ để đi mua một cái chai Coca thủy tinh như này về uống. Đó. Nhưng em thấy rằng bây giờ trẻ con ấy được tiếp cận tiền quá sớm. Đúng không? Đúng. Thứ nhất là trẻ con nhá, từ nhỏ là đã được huấn luyện cho cái việc là nó có thể đi siêu thị mua hộ bố mẹ, xuống dưới tầng mua dùng cái này, xuống nhận hàng shipper cái này cái kia, hay là kể cả là cho nó đi học. Bây giờ chúng nó cấp 1, ví dụ nhà gần trường, tự đi học, thậm chí tự mua đồ ăn sáng, mua một cái bánh bao các kiểu. Tức nghĩa là cái cách để mà trẻ con bây giờ tiếp cận đến tiền ấy, nó nhanh và nó quá dễ. Thành ra là trẻ con sẽ biết giá trị của đồng tiền là sử dụng nó cho mục đích gì. Tôi còn chưa kể đến những cái việc là bây giờ trẻ con nó có điện thoại nhé, cho nó xem được những cái video ở trên internet, hay cho nó có thể thậm chí là nạp tiền chơi game online, cho nó biết rõ là cái giá trị đồng tiền là bao nhiêu. Nên thành ra cái việc đó là trẻ con cũng đã dần biết được là đồng tiền đấy là được mình nhận là nhiều hay ít nữa cơ. Lì xì có phải là một cái thước đo để mà đo được cái độ thân thiết của chúng ta như thế nào không? Ví dụ mà không thân thì mình lì xì ít, rồi thân quá thì mình sẽ lì xì càng cao lên. Rồi nó có là thước đo để mà mình đánh giá được một con người như thế nào không? Theo anh thì cái vế đầu tiên ấy, lì xì là thân nhiều hay ít thì cái đấy hoàn toàn có nha. Ví dụ như anh đi lì xì anh sẽ chuẩn bị hai tệp. Ví dụ như cái tệp này anh lì xì cho bố mẹ, cho cô chú thì là một tệp. Lì xì cho những anh em nào mà cũng ngang ngang tuổi mình đi làm rồi thì là một tệp. Lì xì cho trẻ con thì cũng phải là một tệp, đúng không ạ? Ví dụ lì xì cho nhân viên thì đương nhiên anh có một tệp riêng vì toàn là lời chúc, cho nên nó không có tiền nên anh phải có một cái tệp riêng cho các em là như thế. Ví dụ như bố mẹ thì mình phải lì xì, ví dụ như anh lì xì cho các cụ thường là 5 lít chẳng hạn, bởi vì sao? Các cụ có muốn mua cái này cái kia, tức nghĩa là các cụ biết tiêu tiền thì mình sẽ lì xì thế. Với những cái người mà sàn sàn tuổi mình, mấy anh em chơi thân thiết với nhau, tất nhiên mình sẽ lì xì ví dụ như là 200 chẳng hạn,
Hoặc là đôi khi mình chơi những cái trò như là từ năm, kể cả là từ 20.000 cho đến 100.000 cho anh em bốc thăm đen đỏ thôi, đúng không? Đấy, đấy chính là thể hiện cái sự may mắn đầu nếu năm. Nhân viên là phải gì nhiều hơn. Nhân viên thì tất nhiên là sẽ bốc thăm câu chúc rồi, có người có câu chúc hay, có câu chúc thì rất hay. Tụi em thiếu tiền muốn chết luôn, phải xì nhiều hơn chứ. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi đấy. Thì các bạn thấy là đấy chính là cái suy nghĩ mà chúng ta sẽ nhìn nhận ra là rõ ràng sự thân quen hay không là có ảnh hưởng cái việc là lì xì. Bởi vì như đã nói, cái lì xì nó không còn phải đơn giản là một cái lời chúc may mắn như kiểu ngày xưa. Chúng ta không muốn đưa ra xong tự nhiên bên kia bảo có từng này từng kia thôi. Đôi khi chúng ta cảm thấy hơi chạnh lòng một tí. Tại vì tôi khó khăn thật, bây giờ bạn nghĩ như thế tôi cũng buồn, đúng không? Nên thành ra là đấy là một cái điểm mà mình cho rằng là nó có thể là một cái thước đo thể hiện sự thân thiết thật. Bởi vì bạn không thể tự nhiên gặp một người ngoài đường tự nhiên lì xì người ta 500 được. Phải chọn đối tượng chứ. Còn cái việc đánh giá một người như thế nào thì anh nghĩ cái đó là không nên. Anh không bao giờ quan tâm về việc đó. Yeah. Người khác có lì xì cho anh hay là kể cả lì xì cho con, cho cháu anh bao nhiêu anh chả quan tâm. Bởi vì cái đấy là cái tâm của người ta. Người ta có năng lực, người ta có khả năng bao nhiêu, người ta lì xì bấy nhiêu. Người ta không lì xì thì cũng là ok, bởi vì đơn giản là kinh tế không tốt. Đặc biệt các bạn thấy 3 năm nay là Covid rồi, ảnh hưởng bởi kinh tế năm nay là quá tệ rồi. Thì thành ra người ta không lì xì cũng chả thành vấn đề gì cả. Đấy là góc nhìn của anh. Yeah. Nhưng tất nhiên rất nhiều người sẽ có góc nhìn là nhìn vào thằng này lì xì bao nhiêu, đánh giá là thằng này có coi trọng mình hay không, thằng này có gọi là có thích nhà mình không. Rất nhiều người có suy nghĩ như thế vì anh đã từng gặp rồi. Nhưng anh thì không bao giờ suy nghĩ như vậy. Dạo gần đây có rất là nhiều người lớn luôn. Thì ngày xưa hồi còn nhỏ là cha mẹ em dạy là về lễ nghi ngày Tết rồi nói chuyện phải dạ thưa ăn uống từ tốn. Nhưng mà thời nay thì hình như là các cha mẹ thì thường không dạy con những cái điều đó nữa. Rồi đôi khi em thấy có những đứa nhỏ mà nhận được lì xì xong là mở ra luôn. Đúng. Xong rồi về vứt cả vỏ lì xì còn, lấy mỗi tiền cất đi. Còn có khi là ba mẹ của nó sẽ lấy ra xong rồi trước mặt bé sẽ nói ôi sao này lì xì ít thế, cái người này. Đúng rồi. Cái đấy là có, nhưng mà anh hy vọng là nó không có quá nhiều. Anh đã đọc một số bài viết ở trên mạng internet vào những dịp Tết đều có. Nhưng anh không hy vọng nó có quá nhiều. Cái việc mà bây giờ là kể cả là bố mẹ có hành động như thế hay không dạy lễ nghĩa ấy, thì đôi khi là quay lại câu chuyện là cơm áo gạo tiền. Người ta cứ cắm mặt đi làm rồi kiểu là để con ở đấy, xong rồi con nó muốn làm gì như nào, con nó học hỏi những thông tin gì chả biết được. Nên mà thực sự đấy vẫn là quay trở về quy là cái trách nhiệm của phụ huynh dạy con thế thôi. Dạ này em nhớ là có một người đạo diễn khá là nổi tiếng, ông nói là nếu như một cái Tết không có lì xì á, thì nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ người vì tiền lì xì mà nhiều người không dám đi thăm bạn bè, mà khi mà bước lên xe về quê cũng thấy lòng nặng trĩu. Lì xì đúng là một cái nợ. Anh nghĩ sao về cái phát ngôn này? Lì xì có phải là một cái nợ thực sự không? Và anh có muốn là thoát khỏi cái tình trạng anh thấy nó giống như cái bài lần trước mình nói ấy. Đó là quay trở lại câu chuyện là người có tiền cảm thấy Tết nó vui, người không có tiền cảm thấy Tết không vui. Thì đây chính là cái nợ của những người không có tiền này. Như anh đã bảo, khi mà người ta về quê ăn Tết, người ta phải nghĩ là lì xì cho con cháu như thế nào. Bây giờ một năm làm ăn bết bát, không lì xì ấy, cũng khó coi. Đúng không ạ? Đúng. Xong mà đặc biệt chẳng may mà em cũng đã có gia đình rồi nhưng mà lại nhận được lì xì người ta mà em lại không có tiền lì xì ngược lại, khó coi lắm. Nếu mà người ta biến trở về câu chuyện như ngày xưa, ví dụ hôm nay anh đến nhà em, anh quý em, anh thấy cháu em ngon, anh có thể lì xì cho nó. Nó không có mặt ở đấy, nó đi chơi, nó lượn ở đâu cũng được. Này này có nhiều phụ huynh còn là để tôi lấy cho con ở nhà luôn, tôi lấy cho cháu ở nhà luôn, hôm nay cháu nó không có nhà, tôi lấy phần cháu. Mẹ anh thề anh thấy mấy cái cảnh đấy thực tế ngoài đời luôn ấy, anh thấy nó chối cực. Nhiều người là cảm giác biến cái đấy thành một cái khoản thu nhập thêm cho con cháu mình, chứ không phải là chỉ đơn giản là quý nhau vắng nhà mà cũng nhận xin hộ. Họ thể hiện ra đấy luôn. Giờ chả lẽ mình kêu không. Đấy đúng, em rất khó xử. Đúng. Em có thể nói đấy đúng là một cái nợ. Mà ở đây thì anh không nói là nên bỏ cái này và bỏ gọi nó là một cái nợ để bỏ đi, mà anh nghĩ là nên bỏ cái tư tưởng xem nó là một cách kiếm tiền hay làm cái gì đi, mà chỉ nên nhìn nhận nó là một cái tình cảm. Đấy mà người ta có thể trao cho nhau, thích người ta thân thiết người ta trao, còn người ta không thì thôi, chả có vấn đề gì cả. Đừng có nặng nề đấy. Kể cả anh có lì xì cho ví dụ như là con em đi, nhưng mà em năm nay kinh tế không có, em không lì xì lại cho con anh thì cũng ok, chả vấn đề gì. Em mình quý nhau từ những cái điều đó, chứ không phải là mình quý nhau từ những cái mối quan hệ bạn bè, chứ không phải là vì tiền mà mình mới quý nhau là anh có lì xì hay không. Vì thế anh nghĩ là nên bỏ cái tư tưởng đó, chứ không nên bỏ cái phong tục này. Vì sao? Nó vẫn một cái vui, bởi vì trẻ con nó thích được nhận quà. Thậm chí em là một người lớn đi, em đi học rồi, em đi làm rồi, nhưng em về nhà tự nhiên ông nội em lì xì cho em còn thấy vui. Nhưng anh đây này, khi ông bà anh vẫn còn sống, ông bà vẫn lì xì anh khi dịp Tết. Nó chả đáng bao đồng không với việc mình kiếm tiền, nhưng mà mình vui vì sao? Ông bà vẫn nhận ra con cháu, vẫn nhớ là con cháu lì xì từng đứa, cảm giác mình vẫn được nhỏ bé như thế. Nhưng đấy là cái điều ý nghĩa thực sự của cái việc lì xì, chứ không phải là quan trọng là mình kiếm được bao tiền. Nên anh nghĩ là cần phải bỏ cái tư tưởng đấy đi mới là quan trọng nhất. Cá nhân em cũng cảm thấy là lì xì nó là một văn hóa, một truyền thống của cả Việt Nam hoặc là cả những cái nước châu Á của chúng ta. Đúng.
Cho nên là đã gọi là cái văn hóa rồi thì chúng ta không thể nào mà bỏ được, mà chúng ta nên gìn giữ và phát huy nó. Đúng cho rồi. Nên em nghĩ rằng cái việc mà thay đổi trong cái tư tưởng này á, thì rất là khó để mà thay đổi cả một cộng đồng. Cho nên là nó chỉ nên thay đổi ở trong tư tưởng của từng người để mà có thể lan tỏa được nhiều hơn. Đúng rồi. Nhìn chung là đấy là những cái điểm mà mình và Di có chia sẻ về cái việc là lì xì phong tục dịp Tết của chúng ta. Rõ ràng là đúng, hồi còn bé thì cũng hào hứng vì mình không phải lì xì ai. Càng lớn lên mình càng thấy nó càng trở nên thành một cái áp lực vô hình. Đôi khi là trong cả họ hàng lì xì còn phải nhìn như là thằng cháu mình nó lì xì bao nhiêu. Gọi là cháu nhưng mà nó tính nghĩa là trong họ hàng thôi, nhưng khi nó bằng tuổi mình, nó lì xì như thế, mình không lẽ lì xì ít hơn nó à? Đúng không? Đau đầu cực kỳ luôn, lú cái đầu. Còn khi phải bàn tán nhau ba anh em trong nhà là năm nay anh định lì xì bao nhiêu tiền, em sẽ lì xì từng lấy tiền thôi, chứ không thì mẹ chênh lệch nhau, anh lì xì ít em lì xì nhiều, nó khó nhìn nhau ra nhiều kiểu lắm. Thì mình hy vọng là dần dần nó sẽ thay đổi được, nhưng mà khó lắm em. Anh nói thật sự, với thời đại 4.0 này người ta còn lì xì ở trên app, xong rồi Tết mọi người còn để số tài khoản ngân hàng để mà chuyển khoản cho nhau á. Anh thấy là chỉ đơn giản là một dịp cho tiền hết vẹo. Mấy em gái mà được lì xì nhiều lại khoe lên Facebook là tháng này được lì xì từng này tiền, anh này anh kia cho từng này tiền. Xong rồi bọn trẻ trâu lên mạng khoe là thu nhập Tết đợt này được bao nhiêu tiền, mua được cái này mua cái kia thẻ luôn. Nhưng cái đấy nó biến tướng mẹ từ trong cái quan điểm khoe mẹ lên internet từ thời 4.0 này rồi, chứ còn cái mẹ thì ý nghĩa của lì xì nữa đâu. Mong rằng mùa Tết này các bạn không biết là lì xì được ít hay nhiều, nhưng mà mong rằng các bạn sẽ tận hưởng được cái niềm vui cũng như và là may mắn. Các bạn hãy chờ đợi cái video mà lì xì Tết này của mình dành cho nhân viên sẽ toàn là những câu chúc thật là ý nghĩa cho nhân viên của mình thôi. Và nhân viên của mình vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc khi đón nhận cái bao lì xì như thế, vì chính gì cũng nói như vậy mà. Nó chỉ mang tính chất là ý nghĩa biểu trưng thôi. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc các bạn ăn Tết thật là vui vẻ và đón xem các video của bọn mình nữa nha.